quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức mới nóng hổi mỗi ngày nhé. Ngay sau đây mời quý vị hãy cùng theo dõi chuyên mục tin tức showbiz mới nhất hôm nay. Toàn cảnh lễ rước dâu sang trọng bậc nhất của Á hậu Thanh Tú và chồng đại gia hơn 16 tuổi. Thưa quý vị, lễ rước dâu sang trọng của Á hậu Thanh Tú đã chính thức diễn ra vào 9 giờ sáng nay, ngày 2 tháng 12. Tối cùng ngày khoảng 17 giờ, cặp đôi sẽ làm tiệc cưới chiêu đãi bạn bè, người thân tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Sáng nay ngày 2 tháng 12, Á hậu Thanh Tú và doanh nhân Thành Phương tổ chức hôn lễ tại nhà riêng. Từ rất sớm, gia đình hai bên đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho ngày trọng đại. Khoảng 9 giờ sáng, chú rể đi siêu xe tới rước dâu, xe hoa được trang hoàng, hoa hồng nhập khẩu màu trắng, gam màu tinh khiết mà Thanh Tú rất thích và lựa chọn làm tông màu chính của lễ ăn hỏi, diễn ra cách đây chục ngày. Dàn xe đón dâu toàn siêu xe hạng sang. Chú rể Nguyễn Thành Phương trạng trở cài hoa trắng trước ngực tới đón Á hậu Thanh Tú về nhà chồng. Nguyễn Thành Phương sinh năm 1978, hơn nàng Á hậu 16 tuổi, là một CEO nổi tiếng, từng kết hôn và có hai con riêng, anh là mối tình đầu của Á hậu. Trước khi quyết định về chung một nhà, cả hai tìm hiểu và hẹn hò trong một năm, Thanh Tú được bạn trai cầu hôn cách đây 4 tháng. Á hậu Thanh Tú trang điểm đơn giản nhưng vẫn xinh tươi trước ống kính phóng viên. Thanh Tú và ông xã Thành Phương cười rất tươi và luôn nắm chặt tay nhau khi đi từ trên nhà xuống xe rước dâu. Cô dâu Thanh Tú mặc áo dài trắng do chính tay Hoa hậu Ngọc Hân chuẩn bị trong hôn lễ. Hoa hậu Ngọc Hân diện áo dài hồng tới chúc mừng đàn em từ rất sớm. Cô cũng chính là người tự tay chuẩn bị áo dài cho Á hậu Thanh Tú trong ngày đặc biệt này. Sau lễ dâu của Á hậu Thanh Tú được tổ chức vào sáng ngày 2 tháng 12, sau đó tiệc cưới sẽ diễn ra vào buổi chiều cùng ngày tại một khách sạn ở trung tâm Hà Nội. Ở phía nhà trai, từ sớm cổng hoa và không gian bên trong đều được trang trí tông màu trắng chủ đạo. Không gian bên trong nhà chú rể doanh nhân Nguyễn Thành Phương, an ninh cũng được siết chặt để đám cưới được diễn ra một cách riêng tư nhất có thể. Thanh Tú hy vọng sẽ có một cuộc hôn nhân êm đẹp như chị gái mình là Á hậu Hoàng phủ Việt Nam năm 2015, Ngô Trà My. Người đẹp bày tỏ cô muốn theo đuổi sự nghiệp riêng sau khi kết hôn, còn chuyện con cái là ý trời. Hiện Thanh Tú đảm nhận vai trò biên tập viên và MC của VTV24. Giàu có là CEO nổi tiếng, vì sao đại gia U40 vẫn bị gia đình Á hậu Thanh Tú phản đối? Thưa quý vị, chị ruột của Thanh Tú là Á hậu Ngô Trà My đã thẳng thắn chia sẻ, cô và bố ruột từng không đồng ý với chàng trẻ đại gia ở độ tuổi 40. Chuyện tình cảm giữa Á hậu Ngô Thanh Thanh Tú và đại gia U40 Nguyễn Thành Phương đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía công chúng. Theo sự chia sẻ của chính Á hậu, cô và vị đại gia U40 quen nhau từ đầu năm 2018. Trong quá trình làm việc chung, cả hai nảy sinh tình cảm và quyết định tiến tới hôn nhân. Á hậu cũng tiết lộ việc cô và Thành Phương yêu và quyết định cưới nhau không hề liên quan đến chuyện tiền bạc. Việc ở bên một người đàn ông lớn tuổi, thậm chí đã từng có gia đình riêng và hai con nhỏ, hoàn toàn là việc cô cảm thấy anh sẽ phù hợp với mình. Sau lễ ăn hỏi, công chúng mới phát hiện ra vị hôn phu của Thanh Tú thực ra là một CEO giàu có, khá nổi tiếng. Anh khởi nghiệp từ khi mới đôi mươi và đến 40 tuổi anh đã xây dựng thành công một thương hiệu điện máy nổi tiếng tại Việt Nam. Ngoài ra anh còn đang giữ vai trò tổng giám đốc của công ty xuất nhập khẩu công nghệ cao. Vậy là không chỉ sở hữu ngoại hình ấn tượng, CEO Nguyễn Thành Phương còn là một doanh nhân giàu có nổi tiếng. Theo lời Á hậu Thanh Tú, tính cách và quan điểm sống của anh cũng rất phù hợp với cô. Thế nhưng theo chia sẻ của Á hậu Ngô Trà My, chị ruột Thanh Tú, thời gian đầu chính cô và gia đình cũng không thực sự ủng hộ mối quan hệ giữa Thanh Tú và Thành Phương. Trà My khẳng định cô không phản đối việc em gái kết hôn bởi trong mắt cô, Thanh Tú đã đủ chín chắn cho quyết định quan trọng này. Việc hôn nhân của Tú không phải là ai cũng có thể tác động được đâu, mà là do duyên đã đến rồi, Thanh Tú cũng đã đủ chín chắn để có thể quyết định cho bước ngoặt cuộc đời của em ấy. Là chị đồng thời khá thân thiết với Thanh Tú, Trà My biết rõ về vị hôn phu mà em gái lựa chọn. Trà My không ngại ngần khẳng định thời gian đầu cô không thực sự hài lòng với mối quan hệ của em gái. Khi Tú chia sẻ về người bạn trai đầu đời, về người đàn ông thành đạt nhưng lại nhiều tuổi hơn, nếu bảo tôi không có ý kiến gì thì không đúng, tôi cũng giống như mọi người, có em gái cũng mong muốn em mình có hạnh phúc trọn vẹn nhất. Thế nên khi biết Tú quen người đàn ông nhiều tuổi như vậy, tôi cũng chia sẻ một chút suy nghĩ của mình. Không riêng Trà My, bố ruột Á hậu Thanh Tú cũng từng ra mặt ngăn cản con gái khi quyết định yêu và kết hôn với CEO Nguyễn Thành Phương.
Là chị gái tôi có những suy nghĩ vừa phải thôi, còn về phía bố mẹ thì chắc chắn sẽ có những suy nghĩ kỹ càng hơn, bởi là người sinh thành ra con cái mà. Lúc đầu bố tôi cũng có chút ngăn cản, bởi bố không muốn con cái mình lấy người quá nhiều tuổi như vậy. Còn mẹ thì khi gặp mặt và nhìn thấy cách cậu ấy đối xử với con gái mình, mẹ đã rất tin tưởng và ủng hộ Tú. Vậy là dù có rất nhiều điểm cộng về ngoại hình và gia thế, song đại gia U40 Nguyễn Thành Phương vẫn bị gia đình vợ tương lai vì khoảng cách chênh lệch tuổi khá lớn ngăn cản. Nói về khoảng cách tuổi tác, Á hậu Thanh Tú cho hay điều này hoàn toàn không phải trở ngại đối với cô, bởi ngay từ đầu cô đã xác định sẽ lựa chọn một người đàn ông chững chạc và lớn hơn cô ít nhất là 5 tuổi. Tôi và chị My có cùng gu bạn trai, cả hai đều chọn những người lớn tuổi và chững chạc. Toàn cảnh đám hỏi của Á hậu Thanh Tú với bạn trai đại gia U40. Thưa quý vị, hôm nay ngày 22 tháng 11, lễ ăn hỏi của Á hậu Thanh Tú và chồng đại gia U40 chính thức diễn ra tại Hà Nội. Đây cũng là lần đầu công chúng được chiêm ngưỡng diện mạo của chú rể. Lễ ăn hỏi của Á hậu Thanh Tú được cử hành vào ngày 22 tháng 11 tại nhà riêng ở Hà Nội. Bởi đây, những khoảnh khắc trong lễ ăn hỏi đã được chia sẻ và nhận được sự quan tâm của công chúng. Đặc biệt là trong ngày trọng đại này, người hâm mộ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng dung nhan của bạn trai Thanh Tú, vì trước đó người này được nàng Á hậu hoàn toàn giữ kín. Theo một số thông tin ít ỏi được biết, chồng của Thanh Tú sinh năm 1978, là một doanh nhân thành đạt tại Hà Nội. Trong lễ đính hôn, chú rể đã xuất hiện đầy vẻ lịch lãm, bước ra từ siêu xe Rolls Royce. Bạn trai lớn tuổi là mối tình đầu của Thanh Tú. Dù bạn trai hơn nhiều tuổi nhưng Thanh Tú cho biết cả hai luôn hòa hợp và thấu hiểu nhau. Cô tâm sự, tôi thấy anh đã có địa vị tốt nhưng vẫn rất bình dị gần gũi, nên chắc sẽ phù hợp với mình, vì bản thân tôi cũng là một cô gái không thích xa hoa phù phiếm, chỉ thích những thứ giản dị mà thôi. Trước đó, người đẹp luôn chối chia sẻ tên tuổi, thông tin về chồng để bảo vệ sự riêng tư. Cặp đôi sẽ lên xe hoa vào ngày 2 tháng 12. Lễ ăn hỏi được tổ chức trước đó 10 ngày. Cả hai đã chụp ảnh cưới tại châu Âu cách đây 2 tháng, nhưng giữ kín vì không muốn ảnh hưởng đến công việc của bạn trai. Thanh Tú tâm sự về kỷ niệm giữa cô và bạn trai. Nhà bố mẹ anh ở gần nơi vẫn còn đồng lúa, gia đình anh chào đón tôi. Tôi có vào bếp giúp đỡ một số việc vặt, nhưng anh nhận thấy tôi khá ngượng ngùng khi lần đầu gặp mặt gia đình anh, nên đã đạp xe đưa tôi ra cánh đồng để ngắm cảnh. Kỷ niệm đó như một thước phim lãng mạn. Chúng tôi đạp xe trên con đường mà hai bên là đồng lúa trong ánh chiều tà. Trước mắt tôi là tấm lưng anh rộng lớn và nam tính. Đó là lúc tôi bắt đầu thích anh. Ngày cưới của Thanh Tú và chồng U40 sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 12. Hiện thiệp mời đã được in và chuẩn bị gửi tới người thân bạn bè của hai bên gia đình. Á hậu được bạn trai cầu hôn cách đây 4 tháng, cả hai chuẩn bị cho lễ cưới từ cách đây khá lâu và từng tới Pháp chụp ảnh cưới từ 2 tháng trước. Ngô Thanh Thanh Tú sinh năm 1994, đoạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016, sắp tới cô đảm nhận vai trò biên tập viên và MC của VTV4. Dàn xe sang trong lễ cưới Á hậu Tú Anh. Chiều 21 tháng 7, lễ rước dâu của Á hậu Tú Anh và Phạm Gia Lộc tổ chức ở nhà riêng người đẹp tại một chung cư cao cấp tại Hà Nội. Đúng 15 giờ, lễ rước dâu bắt đầu và kết thúc sau khoảng 1 tiếng. Chú rể Phạm Gia Lộc đã huy động dàn xe sang cho lễ đón dâu này. Dàn xe sang thu hút sự quan tâm của những người sống trong khu vực chung cư cao cấp. Xe của chú rể và dàn xe đón dâu đều được kết hoa cầu kỳ. Một chiếc Audi A8 L màu đen kết hoa dựng dưới khu căn hộ của Á hậu Việt Nam 2012. Dàn xe Audi xếp hàng phía sau, ngoài chiếc Audi màu đen, những chiếc xe còn lại đều có màu trắng. Khu vực xung quanh nhà Á hậu Tú Anh bị chắn bởi dàn xe trắng nối đuôi nhau. Lễ cưới của người nổi tiếng thường có sự xuất hiện của những chiếc xe sang trọng. Tuy nhiên, đây là lần hiếm hoi nhà trai chuộng các mẫu xe của Audi. Trong đoàn xe còn có một chiếc thương hiệu Porsche. Nhiều người dân đứng hai bên đường trong ngày mưa gió để chứng kiến ngày vui của Á hậu Tú Anh. Chú rể Phạm Gia Lộc trước giờ làm lễ đón dâu. 18 giờ ngày 21 tháng 7, Tú Anh và Gia Lộc sẽ tổ chức tiệc mời bạn bè và người thân. Người đẹp và thiếu gia Hà Thành hẹn hò từ tháng 10 2017 và quyết định tiến đến hôn nhân sau gần một năm qua lại. Hôn phu kém Tú Anh 1 tuổi, hiện làm việc trong ngành xây dựng. Họ thông báo lễ cưới vào tháng 6 vừa rồi. Trước đó vài tuần, Tú Anh cùng Gia Lộc đã chụp ảnh cưới ở Nha Trang. Hình ảnh dàn xe trên đường đến địa điểm tổ chức lễ cưới tại quận Long Biên, Hà Nội. Tiệc cưới của Tú Anh dự kiến có sự tham gia của nhiều người đẹp được chú ý tại các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Mai Phương Thúy, Á hậu Thanh Tú, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like. Và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.